Có đúng không? Zalo hay Facebook này, ra đấy có. Em chỉ nhớ là có, không biết là trong Zalo hay Facebook. Đây là hôm nay là vào thăm một cái trang trại, nó chương trình khởi nghiệp đã được đỡ đầu, đạt chuẩn. Đấy. Đây là cái đường xuất lợn này. Đấy. Chuồng này là chuồng úm lợn con, cái chuồng chuyên dụng để úm lợn con đấy. Đấy. Đây là chuồng úm lợn con. Đây là trại úm lợn con. Cái này là mấy ngày tuổi đây? Em tuổi xanh. À. Là nhiều bữa. Cứ 5-6 bữa. Chuồng úm lợn con đạt chuẩn. Chương trình khởi nghiệp đấy nhá. Đây là một trang trại chương trình khởi nghiệp. Cái này là bao nhiêu mét vuông nhỉ? Này phải rộng 5 mét. Đây là hệ thống điều khiển quạt nhé. Hai cái quạt nhỏ. Đây là trần.